Hyundai Venue. Ra mắt tháng 4 năm 2019, Hyundai Venue đang rất thành công tại Ấn Độ, nhiều lần xếp trên đối thủ Kia Soulmate về doanh số. Xe ghi điểm nhờ thiết kế năng động và bắt mắt, đi cùng mức giá dễ chịu 9.350 đến 15.850 USD, tương ứng với 7 phiên bản. Do nhắm tới đối tượng khách hàng trẻ năng động, các tông màu ngoại thất mà Hyundai cung cấp cho Venue khá sặc sỡ. Các trang bị cao cấp bên ngoài mà khách hàng có thể tùy biến là cửa sổ trời chỉnh điện, kính cửa sổ riêng tư nhìn một chiều và trần xe sơn tương phản. Về kích cỡ, Venue nằm dưới Kona một cấp với chiều dài rộng cao lần lượt là 3.995, 1.770, 1.605mm, chiều dài cơ sở 2.500mm. Trong khi ngoại thất Venue có cá tính riêng, thì nội thất chiếc SUV cỡ nhỏ lại khá nhạt nhòa và không có điểm nhấn. Vô lăng bọc da, màn hình giải trí 8 inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, camera sau, hay bảng đồng hồ kỹ thuật số 3,5 inch là những chi tiết đáng chú ý duy nhất. Các công nghệ an toàn của xe có thể kể đến ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí trên bản cao cấp nhất. Động cơ có đến 3 tùy chọn, gồm động cơ xăng tăng áp 1.0 lít, động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2 lít và động cơ dầu 2.5 lít, tùy chọn hộp số sàn 5 cấp, số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động cầu trước, Nissan Magnite. Khác với Hyundai Venue, Nissan Magnite mới ra thị trường cuối 2020. Về thiết kế, đầu xe Magnite sử dụng capo thun dài, tản nhiệt đúng chất Dacia, đèn pha LED chỉ có trên bản cao cấp, cùng đèn LED bên ngày hình móc câu tách biệt hẳn bên dưới. Đây cũng là dòng xe Nissan đầu tiên sử dụng logo đời mới của thương hiệu Nhật. Trong khi đó, hai trang bị đáng chú ý nhất khi quan sát phần hông Magnite là mâm hợp kim 16 inch cắt kim cương với thiết kế khá dị và ốp nhựa đen. Phần trần xe được làm đen tương phản để tạo ấn tượng ẩn nổi bật. Khu vực đuôi xe xuất hiện dòng ký tự Magnite cỡ lớn, đèn hậu rộng ăn sang cả hông xe cùng logo đặt cao. Nội thất xe cũng không có quá nhiều thay đổi với táp lô gần như copy nguyên gốc. Trung tâm cabin vẫn là màn cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay lẫn Android Auto, bên dưới là hệ thống điều chỉnh điều hòa cùng hốc đựng đồ mini. Đằng sau vô lăng ba chấu trước mặt người lái là màn TFT 7 inch. Ngoài ra Magnite cũng sở hữu nút bấm khởi động, cửa sổ bên lẫn gương bên chỉnh điện, tựa tay cỡ lớn cho hàng ghế trước, và nội thất rộng rãi nhất phân khúc. Khung gầm CMFA Magnite sử dụng là loại từng xuất hiện trên Renault Zephyr, nhưng xe có thêm động cơ 1.0 lít tăng áp mới với công suất 95 mã lực khi kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Bản mặc định được công bố trong những ngày tới sẽ sử dụng động cơ 1.0 lít, thường 70 mã lực kèm hộp số sàn 5 cấp. Honda. Hồi tháng 9, Honda úp mở về một mẫu SUV đô thị hoàn toàn mới. Giải sản phẩm của hãng xe Nhật hiện đầy đủ ở các phân khúc hạng B, hạng C và hạng D, do đó, mảnh ghép còn thiếu chính là SUV A, cạnh tranh trực tiếp với Kia Soulmate và Toyota Charger. Việc bổ sung thêm một chiếc SUV rẻ hơn sẽ giúp Honda có chỗ đứng ở những thị trường đang phát triển, như Đông Nam Á, thu hút thêm những người mua trẻ tuổi. Honda đang có sẵn một loạt động cơ tốt cho mẫu xe đô thị, trong đó nổi bật là động cơ 3 xi lanh tăng áp 1.0 lít và hút khí tự nhiên 1.5 lít hoàn toàn có thể mang lên mẫu SUV mới.